Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì có một vài câu hỏi là muốn mình làm một cái video chia sẻ về cái cách canh cái giấy khen mà phôi khách hàng đưa sẵn. Đây là một cái phôi khách hàng đưa sẵn ha. Ở đây người ta chỉ có đưa cái này là cái phôi người ta in sẵn nè. Người ta trừ ra những cái phần tên lớp và cái danh hiệu thành tích thì để cho mình in. Tuy nhiên có một cái mà khi mà chúng ta nhận file ở video trước mình cũng đã chia sẻ rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ qua. Thì khi mình nhận file thì mình coi thử là cái file của nó đồng dạng hay không ha. Có thể trong cái file giấy khen này, nhưng mà trong quá trình in nó vẫn có sai sót, phôi in offset nó vẫn có sai sót, là chúng ta sẽ coi thử cái lề này, lề trên lề dưới này, chúng ta coi thử là nó có đồng nhất hay không ha, hoặc là nó lệch một chút xíu thì chúng ta có thể chấp nhận được. Còn chứ còn ví dụ như cái thì nó lệch nhiều quá, cái lệch ít quá thì khi mà in ra thì chắc chắn nó sẽ có phần sai sót lệch. Do đó thì trong khi nhận, quá trình nhận của khách hàng thì mình cũng sẽ giải thích cho khách hàng trước về những cái vấn đề đó, để sau này khi mà đối với cái những cái giấy khen này nè, thì có khách hàng người ta ví dụ như 30 học sinh thì đi đúng 30 học sinh chúng ta không đưa dư, tại vì cái giấy khen này nó đã đóng dấu và ký tên rồi, đem tới cho mình in và ép luôn ha. Thì do đó mình đối với những giấy khen này phải nói là hết sức cẩn thận, và khi mà mình phải xử lý file lần đầu tiên, mình phải xử lý file sao cho nó đồng nhất cái tờ giấy khen này. Thì đây là cái bộ giấy khen đưa ra tới hai bộ, đây là một cái bộ giấy khen, các bạn thấy là nó hai cái phần khác nhau, có một mẫu in nhưng mà hai phần khác nhau. Thì cái phần này thì mình đã kiểm tra rồi thì nó đồng bộ, thì mình sẽ chia ra mình in trước ha. Ở đây là mình đã chia ra mà mình in trước ha. Ở đây mình chia ra mình in trước rồi. Còn cái file giấy khen này thì mình phải xử lý lại, đó là mình sẽ cắt tỉa những cái phần sao mà cho nó đồng nhất một tờ giấy khen chút. Tuy nhiên đây là cái số lượng ít thôi, chứ còn nếu mà số lượng nhiều thì các anh chị phải lựa, kêu khách hàng chọn đúng cái chuẩn giấy khen để chúng ta làm thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn đưa cái loại này loại kia thì các anh chị sẽ rất là khó khăn. Không lẽ mình in 30 em là cái phôi này rồi mình sẽ canh 30 em phôi kia thì nó rất là bất tiện chúng ta. Do đó là các anh chị cần có cái kinh nghiệm lần đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận cái file này, sao mà nó chúng ta đã biết cách chúng ta nhận file rồi thì chúng ta làm việc nó mới suôn sẻ được ha. Thì làm gì làm, file giấy khen phải gửi qua phải đồng nhất nha, cái này phải đồng nhất ha. Cái này các bạn chỉ thấy hai cái nó cũng tương tự, nó giống nhau. Tuy nhiên là cái mẫu này thì mình nhớ là cái mẫu là năm ngoái ha. Thì người ta in thì cái mẫu năm nay á, thì nó sẽ cái những cái lề này nó sẽ dài hơn, do đó mình đã cắt tỉa lại hết rồi. Mình sẽ cắt tỉa từng tờ đây, số lượng nó cũng ít, khoảng 50 mấy 60 mấy tờ thôi. Thì mình thấy số lượng ít thì mình cắt tỉa sao cho nó đồng nhất một cái bộ giấy khen này, 60 mấy tờ này, để chi, để mình sẽ canh trên cái mẫu này, thì mình in ha. Mình phải canh lại cho cái mẫu này mình in. Thì để canh lại trên cái mẫu này thì thứ nhất các bạn sẽ đi, các bạn sử dụng máy ken. Nếu các bạn có máy ken thì các sử dụng máy ken, còn các bạn không có máy ken thì các bạn chịu khó ở gần đâu đó thì nó có máy ken, chỗ nào có máy ken thì các bạn sẽ đem một cái tờ mẫu chuẩn này ra, chúng ta scan lấy cái mẫu ha. Còn nếu không, các anh chị nào mà không có cái chỗ đó nó không có máy ken, hoặc là các anh chị không có máy ken, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp sau. Thứ nhất là chúng ta sử dụng phương pháp đo đi ha. Thì ví dụ như trong một cái tờ giấy khen này thì các anh chị sẽ thấy là cái hàng tên đây ha. Ví dụ cái hàng tên này thì các anh chị sẽ sử dụng từ cái lề trên này, chúng ta đo xuống tới đây là bao nhiêu ha, rồi chúng ta sẽ bắt đầu canh giống trên đường đó ha. Từ đây đến đây là bao nhiêu, và từ đây vô đây là bao nhiêu, và để chúng ta sẽ canh đường giống cho trong phần của reel. Thì lát nữa sẽ mình canh thử cho tất cả các anh chị biết nha ha. Đó, cái cách của mình làm. Bây giờ mình sẽ scan cái này vào trong máy, rồi sau đó chúng ta sẽ đồng tiến hành, chúng ta sẽ làm ha. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái máy scan Canon i110. Thì đây mình sẽ scan cái file này. Chúng ta chờ nó quét ha. Nếu các bạn nào mà làm chuyên về in giấy khen hoặc in thiệp cưới thì mình nghĩ các bạn nên phải chuẩn bị cho mình một cái máy ken, thì nó rất là thuận lợi, nó rất là, tại vì mình sử dụng ken mẫu rất là nhiều. Rồi sau khi bắt cái tờ giấy khen vào, các anh chị thấy bên phần này nó còn trùng một cái đoạn dư, thì ở đó chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ sắp tool hoặc là bấm F10 ha. Thì chúng ta sẽ kéo cho nó vừa đúng cái cạnh của cái tờ giấy khen của mình, đối với cạnh ngang hoặc là cạnh đứng thì cũng vậy.
Rồi sau đó chúng ta kiểm tra giấy khen, nó ok hết rồi thì chúng ta bấm ha. Chúng ta bấm chữ B phở ở trên bàn phím, và sau đó các anh chị bấm vào cái nút Shift Down, tức là để cho nó sẽ nằm phía dưới của mấy cái chữ. Tại này mấy cái chữ này mình đã đánh sẵn mắc công rồi, mình thao tác nó hơi lâu. Bây giờ mình sẽ để cái chữ này qua một bên để mà các bạn dễ hình dung. Thì ở đây các bạn sẽ thấy đây là cái kích thước của cái tờ giấy khen, cũng giống như ở bên ngoài ha. Thì trong cái giới hạn vùng làm việc của mình là cái chữ học sinh để tới lớp nè, ở đây phần lớp nè, ở đây phần thành tích, thì nó có hai dòng. Thì nếu cái dòng thành tích nào nó ngắn thì chúng ta đưa nằm trên, phần thành tích nào nó dài hơn thì khi chúng ta đưa tới đây thì chúng ta sẽ cho nó xuống đây. Và phần năm học ha, ngày tháng ký và cái số quyết định. Thì đây trước tiên mình sẽ tạo cái đường giống trước. Thì đây mình đường giống thì mình sẽ tạo đường giống thứ nhất là ngay chỗ đường giống phần tên ha, chúng ta sẽ tạo đường giống phần tên đây. Và sau đó chúng ta sẽ tạo đường giống để canh cái chữ lớp. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là từ cái đường giống này đổ ra là sẽ lớp ha. Thì bắt đầu tới là cái đường giống về thành tích. Thì đây về thành tích á, thì ở đây bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu từ đây ha, chúng ta từ đây. Thì các anh chị cũng có thể đổi màu cho đường giống để chúng ta sẽ nhận diện được khi mà chúng ta nó không còn cái phần này. Thì tuy nhiên ở đây mình chỉ có chú trọng là nếu mà trong cái thành tích á, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà cái câu dài thì các bạn đã định hướng được nó phần tới chỗ nào, nó phần tới từ đây đến đây rồi. Do đó thì nếu các anh chị muốn đổi màu cho đường giống thì các anh chị chỉ cần lít vào cái đường giống và chúng ta lít vào lít trái chuột ha. À, lít phải chuột, sau khi lít vào đường giống chúng ta lít phải chuột vào trong màu, thì khi các anh chị lít ra thì cái đường giống của chúng ta nó sẽ chuyển qua màu xanh ha. Chọn đúng màu thì nó là màu xanh từ đường này. Thì đây thành tích chúng ta sẽ chọn cho thành tích đây trong màu xanh ha. Do đó chúng ta sẽ hiểu như thế, và chúng ta sẽ tạo hết cái đường giống cho nó để chúng ta tạo cái vùng làm việc. Rồi bây giờ tới năm học ha. Năm học thì đây các anh chị sẽ thấy là năm học ở đây thì mới đầu mình sẽ tạo cái đường giống nó những cái chính thôi, chứ còn ví dụ những cái năm học rồi thì chúng ta sau này chúng ta sẽ đưa vào thì nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào ha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa tên trước, thì các anh chị sẽ thấy là cái phần tên thì chúng ta sẽ đưa cho nó nằm trên đây nè, đúng không, nó nằm trên đây, bắt đầu từ phần này để chúng ta kiểm soát được. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái phần lớp ha. Chúng ta sẽ đánh được cái chữ đang nhận diện trước phần lớp. Rồi sau đó cái phần thành tích này, thì cái thành tích này á, nếu mà nó các anh chị mà phân ra hai dạng mà thành tích mà xuất sắc với lại thành tích học từng môn á, nếu các anh chị phân ra được thì các anh chị đã đánh thế này à, chúng ta đánh sẵn đây rồi. Còn nếu mà các anh chị muốn trong cái phần học tập này nó sẽ trộn luôn á, thì chập nữa chúng ta sẽ trộn luôn cái phần này à, do đó chúng ta sẽ ngắt câu à, chúng ta sẽ ngắt câu à. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái số quyết định nè, số ngày ký quyết định nè, chúng ta đưa vào đây à. Chúng ta đưa ước lượng vào, rồi sau đó chúng ta sẽ canh một cái tờ đầu nha. Đây. Đây chúng ta sẽ ước lượng thế này. Rồi sau đó ngày năm học và ngày ký chúng ta sẽ cũng đưa vào luôn. Tuy nhiên cái file này khi mà chúng ta canh ở đây là mức độ dạng là mức độ thô nha. Chúng ta sẽ còn một thao tác nữa, đó là thao tác intest thử. Nhiều lúc chúng ta đưa vào nhưng mà nó vẫn có một chút sai sót và chúng ta một chút lệch, cho đó chúng ta sẽ cái này là hình thức để chúng ta canh cho nó dễ ha, giống như một cái thước thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn nè. Rồi các anh chị, bây giờ các anh chị thấy nó giống này, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái đường giống dọc để sau này chúng ta dễ hình dung. Đó, chúng ta tạo đường giống dọc như thế này để làm chi, để khi mà mình khi mà mình in, khi sau khi mà mình làm xong á, mình in thử một cái thì để coi thử là nó cái độ chênh lệch như thế nào, thì để mình hình dung được là cái mức độ mình sẽ nâng lên bao nhiêu ha. Còn mấy cái chữ này các bạn muốn nâng, muốn tạo đường giống thì chúng ta cũng tạo luôn ha. Ở đây mình sẽ tạo luôn cái đường giống này ha. Rồi sau đó nè, bây giờ các anh chị thử hình dung nha, nếu bây giờ sau khi xong hết các anh chị delete cái này thì đây là nó sẽ, đây là cái khung ha, là vùng làm việc của chúng ta sau khi mà chúng ta đã hình dung hơn. Thứ nhất là từ cái phần đường giống này đến đây là lớp, từ đây đổ ra là lớp, từ cái đường giống này, đường giống này tới cái khoảng cách này, đây là cái tên, thì nó sẽ giới hạn trong từ khoảng này đến khoảng này ha. Thì nếu mà chúng ta mà trộn thư thì nó sẽ có cái giấy khen có cái tên là ba chữ, có hơn là năm chữ thì nó sẽ lòi ở đây, và sau đó chúng ta sẽ kéo nó vào lại. Ví dụ như có những cái tên mà nó dài vậy ha, nó lọt qua đây thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ kéo được vô đây nè,
đối với những cái tên năm chữ thì chập nữa mình sẽ tìm cho mình sẽ làm ấy ha. Rồi bây giờ đây là một cái file file sơ bộ, đây là một cái file sơ bộ. Nếu mà khách hàng mà đưa qua nó có một cái file, nó có một cái tờ giấy khen test đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chúng ta test ha. Và trước tiên bây giờ chúng ta sẽ lưu lại cái file này để mất công sau này nó trong quá trình làm việc mình sợ nó mất gì đó. Bây giờ mình kể là in giấy khen lần hai. À, đây mình sẽ bỏ ngoài laptop luôn. Rồi bây giờ mình sẽ in test thử một bản và sau đó mình bắt đầu mình coi thử là nó đã chuẩn chưa. Nếu mà nó chuẩn rồi thì mình bắt đầu đem vô phần cái phần trộn thư ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ in cái mẫu này sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ kích thước này để chúng ta thiết lập kích thước trong máy in. Thì ở đây mình đang sử dụng cái máy in 830DN, máy in laser màu 4 màu 830DN, mình sử dụng Ctrl B. Mình chọn tới cái máy in màu và sau đó mình cái này mình sẽ chọn file ngang nè. Mình chọn vào khe bát. Ở đây mình tại vì khách hàng đưa cho mình đúng theo cái số lượng không có dư giấy khen nên mình sử dụng trước một tờ giấy mỏng đúng theo kích thước của giấy khen mình in trước thử. Do đó mình sẽ sử dụng giấy định lượng 70 và sau đó chúng ta sẽ vào detail size ha và cuối tổng size chúng ta sẽ chọn. Ở trên đây là kích thước 150 thì kích thước nhỏ nhất chúng ta sẽ đưa lên trên và kích thước lớn chúng ta sẽ đưa phía dưới. Chúng ta đánh phía dưới chúng ta bấm OK và sau đó chúng ta bấm OK. Chúng ta chọn chờ máy in ra. Thì đây là sau khi mà mình in ra, tại vì như nãy mình nói ha, khách hàng chỉ đưa tới cho mình đúng cái số lượng cái theo danh sách thôi chứ không có dư. Do đó là mình khi mà mình canh, mình sử dụng một cái tờ giấy trắng mỏng đo đúng kích thước của tờ giấy này mình cắt ra. Sau khi in xong rồi thì mình sẽ đặt cái bảng in này nè. Nó là giấy mỏng mà nó dễ sẽ thấy được phía sau nè. Đặt trên một cái tờ giấy khen mà mình đã sẵn. Rồi sau đó chúng ta sẽ coi thử là nó có lọt như thế nào hay không. Bắt đầu các anh chị sẽ đưa ra cái chỗ ánh sáng á, hoặc là trên dưới bóng đèn á, chúng ta sẽ thấy được là cái phần nào, ví dụ cái phần nào nó bị lọt hoặc là cái phần nào nó chưa vô khớp thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục chúng ta sẽ nhích trên cái file đó để chúng ta biết. Thì ở đây mình sẽ thấy nó còn hầu như trên từ cái chỗ họ tên lớp chứ thành tích đều là nó phải xích xuống một xí nữa. Nói chung file này là xích xuống đều hết thì do đó mình sẽ đầu tiến hành xích ở trên cái máy ha. Rồi sau khi mà mình coi á, thì nó hơi nhịch xuống một chút thì do đó ở đây là cái đường giống này mình sẽ xịt xuống một chút ha. Rồi mình sẽ đưa cái đường giống này theo đúng về lại cái tọa độ của nó theo cho cái tên để sập này mình sẽ kiểm soát được cái đường giống nè. Rồi như vậy thì bắt đầu bây giờ mình sẽ in trực tiếp trên cái tờ giấy khen này. Rồi sau khi bỏ giấy vào chúng ta bắt đầu tiến hành in thôi. Chúng ta bấm Ctrl B, B phở trên bàn phím. Tại nãy cái thông số này mình đã xác lập rồi ha. Thì nhưng mà cái tờ giấy hồi nãy là cái tờ giấy 70 thì bây giờ mình sẽ chọn lại cái tờ giấy theo đúng kích thước định lượng của cái giấy mà mình in ha. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra lại coi thử là cái phần thông số nó đúng chưa. OK hết rồi, bây giờ chúng ta chọn máy đồ đúng hết rồi, chúng ta sẽ đặt và sau đó chúng ta bấm OK để chúng ta in ra một mẫu test. Rồi sau khi in mẫu test ra bây giờ các bạn thấy nè, cái tờ giấy khen của mình nó đã hoàn chỉnh rồi đúng lề. Chỉ còn một số cái ví dụ như 2019-20 này nó sẽ có cái phần độ lệch là vô trong xích vô trong ra trong chút. Thì đối với tờ thứ hai bắt đầu mình sẽ canh thêm là từ đây mình xích vô đây mình xích vô một chút. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình trộn thư. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộn thư và xử lý file trên cái cách trộn thư của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộn thư. Thì trước khi mình trộn thư á, là mình phải lập cái danh sách. Thì ở đây mình đã có cái danh sách rồi. Mình đã lập danh sách rồi thì mình mở danh sách lên cho tất cả các bạn coi. Thì ở trong đây á, thì những cái câu mà cái thành tích á, nó dài quá mình sẽ ngắt ra. Danh hiệu 1 và danh hiệu 2 mình ngắt ra. Còn những phần nào mình đưa vào trong một phần á, thì mình sẽ để luôn. Thì đây là ví dụ như cái câu này thì mình sẽ tách ra thành hai phần để mình đưa cái phần này nó xuống cái câu phía dưới. Còn đây là phần thứ nhất là phần số, thứ hai là phần tên, phần lớp, phần số. Phần số ở đây mình sẽ các bạn lưu ý cho mình là khi ở số này đa số nếu mà cái số ví dụ như mình đánh là 0, 0, 1 nha. Ví dụ như vậy, ví dụ như 1, 2, 0 ở đây
nếu các anh chị mà các anh chị đánh cái số thứ tự mà khi mà khách hàng đưa qua như thế này á, thì khi mà đưa vào trong Corel á thì nó sẽ bị lỗi, nó sẽ có thêm dấu chấm ở phía sau nữa như thế này. Do đó để khắc phục được tình trạng này thì các anh chị phải đánh dấu phẩy ở phía trước của dấu 120 này, và sau đó chúng ta để như vậy. Thì sau chúng ta sẽ đưa một cái dấu phẩy phía trước, thì khi mà đưa vô trong phần Corel thì nó sẽ không có bị lỗi thêm cái dấu không nữa ha. Do đó ở đây mình đã đưa cái dấu phẩy rồi. Tuy nhiên ở đây là mình danh sách học sinh tới 113 em mà mình đã in tới là 59 em rồi. 59 em là đợt trước, là theo cái phôi trước ha. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái này đi này. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu tiếp từ phần đây, và mình ở đây mình sẽ save lại một cái file danh sách ha. Ở đây mình sẽ save lại. Mình sẽ save lại và mình nhớ tên nè, mình save lại. Rồi sau đó mình sẽ để ở đây. Tiếp đến các bạn mở Corel lên cái phần mà chúng ta cần chọn thư á ha. Bắt đầu chúng ta sẽ vào trong file nè, trong Marine ML ha. Ở đây mình nhắc lại thôi nên do đó mình sẽ làm hơi nhanh một chút. Vào chọn cái form test form, các bạn chọn net cho mình, chọn ODBC data source. À, sau đó chúng ta sẽ chọn new, chúng ta sẽ chọn trong phần Excel. À, đây cái đuôi của nó là cái đuôi này là đuôi cái file Excel, xử lý trên file Excel. Do đó chúng ta sẽ chọn borrow. Sau đó các anh chị đây các chị chọn all file nè, thì nó ra mới hiện ra là nha. Sau đó chúng ta sẽ tìm tới cái danh sách hồi nãy mà mình đã save. Thì đây là cái danh sách lớp 1 đến tháng 2. Ok, chúng ta sẽ save lại, chúng ta bấm next tới, chúng ta finish. Và tới phần này chúng ta sẽ tắt cái phần này đi, và chúng ta sẽ phần vào margin data source. Chúng ta sẽ chọn cái Excel file ha. Đây là sử dụng cái Excel file, chúng ta bấm OK. Và sau đó chúng ta sẽ tìm tới cái danh sách lớp 1 đến tháng 2, và sau đó chúng ta bấm OK ha. Thì đây nó sẽ ra, chúng ta sẽ bấm OK nè. OK, chúng ta sẽ nét tới ha. Chúng ta sẽ nét tới, chúng ta bấm Finish. Rồi tới đây nó sẽ hiện ra một cái bảng trên đây, nó như thế này. Bây giờ từ cái phần này ha, các bạn sẽ lít, chúng ta sẽ bôi hết cái phần này, và chúng ta sẽ chọn vào trong cái chỗ fill nè. Chúng ta sổ xuống, ở đây là tên, thì chúng ta sẽ chọn phần mục tên ha. Chúng ta bấm insert filter tên. Ở đây là lớp, chúng ta sẽ bấm phần lớp, chúng ta chọn lớp tờ. Nội dung khen, thì đây là danh hiệu 1, chúng ta để ở trên. Ở dưới là danh hiệu 2 ha. Danh hiệu 2 filter. Ở đây còn một cái nữa là số, thì đây là số nè. Ở đây mình sẽ chọn là số, ở đây cái quyết định ở đây rồi, thì bên đây mình chọn là số, số quyết định ha. Đây số nè, chúng ta bấm filter. Còn mấy cái số này nó sẽ không thay đổi, tại vì ngày ký quyết định là nó không thay đổi. Do đó là chúng ta bắt đầu là chúng ta, sau khi mà chúng ta đưa hết vào ha, thì chúng ta bắt đầu chọn vào cái metadata của mình, là chúng ta sẽ xuất ra một cái file nó 60 mấy học sinh á, thì nó sẽ tự động cái bên Corel nó sẽ xuất ra một cái file GMail 1 thì ở đây các anh chị bắt đầu chúng ta sẽ đầu tiến hành, chúng ta sẽ rà soát tên. Thì các anh chị thấy là cái tên này nè, Nguyễn Thị Kiều Duyên ở đây, thì nó sẽ lệch hơn tới cái chỗ cái gạch này là nó là trong mức an toàn ha. Tuy nhiên để an toàn hơn thì mình sẽ chỉnh, mình kéo vô một chút, và sau đó chúng ta sẽ xử lý tất cả cái file. Nếu cái file này, nếu đối với cái tên này từ đây đến đây mà nếu mà các chị thấy nó xét quá thì các anh chị cho ra, thì đây là cái bước xử lý lại một lần nữa trong cái danh sách in của chúng ta ha. Đó, bắt đầu từ thành tích này thì các anh chị sẽ thấy đây, câu thành tích này nó dài, nó vượt ra cái khổ giới hạn trong mà mình đã giới hạn bằng cái đường giống của nó. Thì bây giờ mình sẽ click vào đây, mình kéo lại, mình xử lý, thì nó cũng rất là nhanh, nó không có gì là chậm hết. Do đó là những cái file này ha, đây nè, mình sẽ kéo vô. Cái nào nó nằm ở ngoài, nó nằm trong phần giới hạn thì mình được, hoặc là mình không cần kéo nữa ha. Đó, chúng ta sẽ xử lý thế này. Bây giờ những cái phần này thì chúng ta kéo lại trong cái phần giới hạn của nó. Thì đối với bằng cái cách này thì mình nghĩ trên cái Corel thì nó sẽ cho ta kiểm soát được cái file ha. Chúng ta sẽ thấy được là cái thằng nào nó lọt ra trong ngoài cái khung in, thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ xử lý ngay từ đó. Và sau đó sau khi chúng ta sẽ xử lý một loạt hết trong cái danh sách rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành, chúng ta in thôi. Mình nghĩ cái này là một cách rất là đơn giản ha. Và cái phần mềm Corel phải nói là nếu nó cho chúng ta in trộn thư và quản lý file rất là tốt. Nên do đó là các anh chị nào mà chưa biết về phần mềm Corel thì cố gắng học đi nha. Để chúng ta sẽ bắt đầu là những cái đợt năm tới hoặc là những cái phần sau thì chúng ta sẽ có những cái in giấy khen, hay là chúng ta in thiệp cưới, hoặc là chúng ta có thể áp dụng vào làm thiệp cưới được. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ nhảy như thế này.
nó từng tên chúng ta sẽ kiểm soát từng cái tên file luôn. Và đối với một trường mà mấy trăm cả ngàn học sinh thì chúng ta xử lý bằng kiểu này thì cũng rất là nhanh đơn giản thôi. Nếu mà các anh chị mà kỹ nữa thì chúng ta sẽ phân ra từng lớp chúng ta xử lý. Nếu số lượng lớp nó nhiều, còn nếu không thì chúng ta ví dụ chọn 2-3 lớp. Ví dụ chọn khối, ví dụ như khối 1 thì chúng ta xử lý khối 1 xong là chúng ta sẽ xử lý tiếp cái khối 2. Nếu mà chúng ta kỹ ha, còn nếu không ấy thì chúng ta một cái danh sách chung đó, chúng ta làm hết thì nó cũng được, nó không có vấn đề gì. Rồi bây giờ chúng ta xử lý cho nó xong hết cái phần. Rồi như vậy là còn lại là 54 danh sách 54 thì bây giờ chúng ta đã xử lý xong và chúng ta đã có một cái file rồi. Để chắc ăn nữa các bạn sẽ save lại cái file này thành một cái file khác. Tại vì cái file Premiere này nó sẽ nếu mà chúng ta để in chúng ta không save lại thì vô tình nhiều lúc nó cúp điện hay là gì đó thì nó sẽ mình phải bắt công mình làm lại ha. Do đó mình sẽ đặt là danh sách 54. Danh sách 54 học sinh. Lớp 1. Rồi, mình sẽ nhớ cái này. Giờ mình save lại. Rồi bây giờ nếu các bạn muốn ấy thì các bạn cũng có thể các bạn để trên đây các bạn in, còn nếu mà xong rồi thì mình đã có một cái save một cái file dự phòng rồi ha, mình đã có một save file dự phòng là nãy đó. Thì bây giờ mình có thể mình để trên đây mình in luôn. Thì bây giờ mình sẽ để trên đây mình in luôn ha. Coi như cái phần xử lý một cái file tới đây là xong ha. Rồi đó là những cái cách ha, những cái bước mà mình canh mình in trên một cái folder của khách hàng có sẵn, folder giấy khen khách hàng có sẵn để mình in, mình canh chỉnh mình giấy khen. Đó là những cái cách của mình. Video của mình cũng chia sẻ là hết. Nếu mà các bạn cảm thấy cái video có hữu ích hoặc là có thật sự có ý nghĩa thì các anh chị hãy share để cho mọi người cùng theo dõi, hoặc là các anh chị có thể bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các anh chị nào có những cái cách hay hơn thì các anh chị cũng có thể để lại bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng tham khảo và học hỏi. Kênh này là kênh chủ yếu chúng ta mình muốn chia sẻ những kiến thức của mình, những cái cách mà mình làm được, mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị mới vào nghề photo hoặc là chưa biết đến những cái cách làm như thế này để chúng ta vận dụng vào chúng ta làm giấy khen, hoặc là chúng ta làm dụng tất cả cái mẫu giấy khen, hoặc là chúng ta vận dụng vào làm phôi thiệp cưới đồ, nó cũng rất là thuận tiện. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thật đắt khách.